Chào tất cả các bạn, đây là em Đức và hai em này đều tên là Đức. Bạn Đức thì tên của nhà mình, chắc nhiều bạn xem video biết rồi. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn bạn cách mở ra và kiểm tra một chiếc MacBook Pro Retina, nó đã sửa chưa. Và đây là phiên bản mình đang nâng cấp ổ cứng và đổi ổ cứng cho nhau. Một chiếc phiên bản nó chạy ổ cứng 768 và một chiếc ổ cứng 256GB. Bây giờ mình sẽ tháo thôi và chỉ cho anh em biết là cái máy nó còn zin hay không zin. Còn vừa nãy bạn Đức cũng có hỏi tại sao cái máy hai đời năm 2012 mà ít lần sạc thì cũng chỉ luôn. Đại đa số cái dòng 2012 bây giờ thì đại đa số pin nó sẽ xuống, nhiều con thì được hãng người ta sẽ thay quả pin mới, chính vì thế nó sẽ ít lần sạc. Còn nếu mà các cửa hàng mà có quảng cáo là đây là máy mới thì cũng không đúng, tại vì thực ra dòng này bây giờ để lâu thì tức cái dung lượng pin nó sẽ xuống. Các bạn có thể thấy là cái bố trí thật là khít và khoa học của một chiếc MacBook Pro bên trong. Anh sẽ chỉ cho Đức từng linh kiện cho Đức biết nhé. Đây là RAM này. Cái này nói luôn là dòng Pro Retina thì nó sẽ không nâng cấp RAM được, nó dán trực tiếp trên bom mạch chủ như này. Và cái duy nhất chỉ có cái ổ cứng, anh chỉ luôn cho em. Cái ổ cứng này có thể nâng cấp được. Đây là cái wifi của nó này. Đây là bo nguồn này. Đây là xe bo nó hoạt động, mình cắm nguồn là nó sẽ cấp trở đây. Và đây là hai cái quạt tản nhiệt, nó thông cho nhau và nó làm mát cái CPU đây. Cả màn hình của nó đây nhá. Và đây thêm một cái bo USB nữa này. Nó sẽ cấp nguồn với cả màn hình, đây là cấp màn hình này. Chúng ta nhìn thấy bên trong. Còn đây là cái loa. Và đây toàn bộ bên dưới của nó là pin. Nếu một cái máy mà nó bóc ra rồi pin thì cái này nó nhăn hết này, em nhìn luôn này. Thì cái này bóc ra là dán lại chắc chắn nó sẽ không được phẳng. Đây. Và em muốn kiểm tra cái máy nó sửa chữa hay không thì nhìn mà thật tinh mắt xem nó có dầu, có mỡ hay là các viên hàn hay không. Còn hãng nó làm rất là sạch sẽ. Em nhìn thấy kỹ, đây là cái kinh nghiệm anh chỉ cho em thôi. Em nhìn kỹ xem có không. Nhìn từng linh kiện một. Còn thực ra cái này cũng kiểm tra sơ qua thôi. Còn nếu một số thợ mà làm cao tay thì các em không thể nhìn được. Nhưng nói luôn là những cái máy sửa thì nó chạy không bao giờ ổn định được. Và đặc biệt là cái quan trọng nhất, em kiểm tra cái chip này này. Tinh ý nhìn cái keo này này. Như thế này là còn zin này. Còn mà các cửa hàng mà nó cậy ra rồi mà để nó hàn nó đóng lại thì cái này kiểu gì phải cậy ra nhìn nó sẽ vàng hết. Em nhìn này, em biết là cái máy sửa này. Và cái chân cả những cái này này. Cả màn hình này. Nhìn kỹ mà. Đây là keo của hãng, dán 4 góc vẫn còn nguyên này. Đấy, đấy là cách kiểm tra đơn giản thôi. Còn thực sự mà thợ mà làm cao siêu thì chúng ta chỉ có thợ bọn anh nhìn biết được thôi. Còn khách thường thì cũng thường là không biết được. RAM này, chỉ vừa lại em hỏi và cứ lăn tăn phiên bản 8, 16 đây anh chọn em phiên bản 16 là như vậy. Bởi vì nó không nâng cấp được cái này, duy nhất chỉ nâng cấp được cái ổ cứng thôi. Đây các bạn có thể thấy bên trong của chiếc thứ hai. Bây giờ mình sẽ nhấc từ cái ổ cứng A sang ổ cứng B cho mọi người. Và cái thao tác đầu tiên chúng ta muốn đụng chạm đến là chúng ta tháo pin. Đây là cái jack pin của nó này. Đây là cái ổ cứng duy nhất, cái bộ phận này là lưng ổ cứng thôi. Đây em có thể nhìn thấy là cái ổ cứng của hãng nào sản xuất thì nó sẽ hiện lên trên này. Samsung này, em nhìn thấy không? Hãng sản xuất ổ cứng nổi tiếng này. Trên dòng Mac thì nó sẽ thường nó sử dụng hai loại là Samsung và Toshiba. Đây cả hai con đều là chip Samsung, em nhìn thấy không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cắm vào. Còn dung lượng thì đây, cái đằng sau này em nhìn này, nó còn nguyên bụi bẩn thế này thì biết là cái này, ổ này là ổ zin theo máy còn chưa từng thay thế này. Còn thực ra những cái máy mà em cũng hỏi thắc mắc bảo là máy này còn zin hay không thì cũng nói luôn, kể cả bản thân những người bán hàng như bọn anh mua về đều phải tháo ra hết. Chứ còn thực sự mà anh em, nhiều anh em không hiểu biết cứ bảo là cái máy nó tháo ra rồi ảnh hưởng đến chất lượng, không phải đâu. Những cái đời này bây giờ kể cả bọn anh mua máy về đều phải tháo ra, thứ nhất là thẩm định xem máy nó có dính nước, có sửa hay không. Còn kể cả những một số con mà nó bị lỗi của đồ mà em lo lắng ấy, thì chẳng hạn là pin này nó lỗi thay chẳng ảnh hưởng gì cả. Còn ngại nhất ở trên các dòng này thì nó đụng đến ta, thứ nhất đụng chạm cái này có những vấn đề này, RAM. Nhiều con nó hàn lại RAM. Mấy cả những cái con chip này, coi những cái máy bỏ đi luôn, nó chỉ chạy cực kỳ không ổn định. Mà không may bị ở trên thị trường mà mua phải con dí với giá rẻ là các em còn là tiền mất tật mang. Còn nếu một cái bo mạch chủ này nếu phải thay chục triệu không phải là ít. Đấy. Còn nếu mà các bộ phận mà một số con mà có thể chấp nhận được ấy, nó gọi là sửa nguồn ấy, thì cũng vẫn có thể chạy được, ví dụ nó sửa cái bo này này. Nhưng thường thì kể cả bọn anh lỗi, bọn anh cũng đều là thay mới luôn cái bo này chứ không bao giờ sửa. Đấy, còn trên cái bo mạch này nó luôn em chẳng sửa được cái gì cả đâu, nó chỉ sửa được mấy cái bệnh lăng nhăng thôi. Ai còn những em mà nó hàn khít như này thì sửa cái gì. Nên chính vì thế những cái dòng cao cấp của Apple rất là khó sửa chữa. Còn pin này thay thế thì đơn giản này, tút pad vỡ thì thay đơn giản này, màn hình mà hỏng ấy, đây tháo cả cụm ra này, cụm này này nhấc ra thay luôn đấy.
giờ chỉ lắp vào là chạy thôi. Thế bây giờ được nhìn bên trong này thì có sợ không? Còn ở đây tất cả máy bán ra thì cứ về dùng thử một tuần. Em cảm thấy mà không thoải mái thì có thể yêu cầu đổi sang con khác mà không cần phải lỗi gì cả. Anh có bây giờ lắp xong rồi bàn giao trả máy cho em nhé.